Xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc máy tập AB, máy tập cơ bụng. Đây, sản phẩm được phân phối tại Buôn Cực Rẻ. Sau đây là mình sẽ hướng dẫn cách lắp và sử dụng sản phẩm này. Sản phẩm này có hướng dẫn sử dụng tập này, các tư thế. Đi kèm sản phẩm là thẻ bảo hành của Buôn Cực Rẻ. Lựa cái đầu lồi ra này thì lắp vào, đúng rồi đây. Ok, xong một cái. Khi sử dụng thì mình sẽ dùng những lực để kéo cho cái bánh lăn lăn. Đây, các tư thế tập luyện.